những kỷ lục Guinness Thế giới kỳ lạ trong năm 2022. Một người đàn ông ở Wisconsin với làn da hút không khí bất thường đã giành kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách đặt 10 lon nước ngọt rỗng lên mặt và xung quanh cái đầu cạo trọc của mình. Ông lập kỷ lục khi những chiếc lon nằm yên vị trí trong ít nhất 5 giây. Ibrahim Sadek ở Nasiriyah, Iraq đã giữ được 18 quả trứng trên mu bàn tay của mình, ngang với kỷ lục được xác lập bởi Jack Harris của Anh hồi năm 2020. Như vậy, hai người đàn ông này hiện là đồng sở hữu kỷ lục đặt nhiều quả trứng nhất trên mu bàn tay. Jacob Chandler ở Oregon của Mỹ đã tìm thấy tất cả 26 chữ cái tiếng Anh trong chén súp chữ cái và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự trong 2 phút và 8,6 giây. Người này cho biết khía cạnh khó khăn nhất khi luyện tập cho kỷ lục này là học cách nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa các chữ cái như chữ M và chữ V kép. Người đàn ông có bụng sắt ở California, Gregory Foster, đã ăn được 10 quả ớt Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới, trong 33,15 giây. Hiệp hội những người cùng họ cùng tên Hirokazu Tanaka của Nhật Bản được thành lập từ năm 1994 bởi ông Hirokazu Tanaka đã tập hợp được 178 người tại một buổi họp mặt ở Tokyo hồi tháng 10. Kỷ lục gia David Rush đã giành được danh hiệu kỷ lục Guinness Thế giới thứ 250 khi dùng hơi thở để thổi một hạt đậu bay xa hơn 15,88 mét trên một mặt sàn bằng phẳng. Các đối thủ trong giải vô địch dâu và ria quốc gia năm 2022 ở thành phố Casper, bang Wyoming của Mỹ đã hợp tác để thắt dâu lại với nhau, tạo thành một chuỗi dâu dài phá kỷ lục 54,72 mét. Tủ lạnh cổ đại gần 2.500 năm tuổi, công nghệ hiện đại cũng không thể nhái được. Hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết chiếc tủ lạnh hiện đại của chúng ta thực chất đã được người cổ đại tạo ra từ gần 2.500 năm trước. Điều khiến người sống ở thời kỳ hiện đại bất ngờ là nó có thể hoạt động mà không cần sử dụng bất kỳ năng lượng nào. Trong sách cổ Chu Lễ có nhắc đến một số đồ vật dùng để lưu trữ thức ăn gọi là băng giám. Vật dụng giống như một cái hộp ở bên trong trống rỗng, chỉ cần đổ nước vào và cho thức ăn vào bên trong, giữ cho đồ ăn tươi ngon, không bị thiêu trong một thời gian dài. Chiếc tủ lạnh cổ đại này có chiều cao 63,2 cm, nặng 170 kg, bán kính miệng là 63 cm. Phần bên ngoài gọi là giám, có thể đựng được nước, đồ ăn, rượu. Bên trong là một dụng cụ có tên gọi là phẫu, giống như một cái chĩnh được đặt cố định và không chạm đáy. Ở giữa giám và phẫu có một khoảng hở rất lớn. Vào mùa hè có thể cho đá vào khoảng trống đó, còn mùa đông thì cho nước đóng vào. Sau đó, người ta cho rượu hoặc đồ ăn vào trong phẫu. Như vậy, có thể hâm nóng hoặc ướp lạnh đồ ăn. Vách trong của băng giám được tráng một lớp thiếc, dưới đáy có một lỗ nhỏ để xả nước. Do có lớp thiếc bảo vệ bên ngoài nên khi đá tan ra, nước không thể ngấm qua gỗ. Cấu trúc thì có vẻ khá đơn giản, nhưng đến nay, khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn không cách nào phục chế được chiếc băng giám bằng đồng này. Bạn nghĩ sao về thiết kế đỉnh của chóp của chiếc tủ lạnh thời cổ đại này? Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Bất ngờ chưa? Bảo vật quốc gia cực hiếm tại Trung Quốc nhưng có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Đó là đôi tượng tê giác đá nặng 10 tấn, được đặt trước lăng mộ Hiến Lăng, mộ của Lý Uyên, vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đường. Vào thời Tây Hán, hình tượng tê giác dùng để thể hiện uy quyền từ vẻ ngoài tưởng chừng chậm chạp của loài tê giác, nhưng khiến người xem có thể cảm nhận được sự hung dữ, dũng mãnh, đồ sộ và khí thế hừng hực bên trong của nó. Người xưa tin rằng, bức tượng tê giác đá này là chuẩn xác nhất vì nó được tạo ra bởi những người thợ thủ công tại vùng giàu tê giác đã chính mắt nhìn thấy loài vật quý hiếm này. Điều đáng nói là đặc điểm u thịt tròn trên mũi của tê giác đá Hiến Lăng cho thấy đây là loài tê giác hiện đã tuyệt chủng, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, cụ thể hơn chính là từ Việt Nam. Trong tác phẩm Tân Đường Thư của Trung Quốc có chép rằng, vào đầu những năm Trinh Quán, nước Lâm ấp cống tê giác sống cho nhà Đường và Đường Cao Tổ Lý Uyên rất yêu thích cống phẩm này. Đến năm Trinh Quán thứ 9, Lý Uyên qua đời, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã ra lệnh cho thợ thủ công dựa theo hình dáng tê giác do Lâm ấp tiến cống, điêu khắc nên một đôi tê giác đá đặt trước Hiến Lăng để tỏ lòng hiếu đạo. Hơ mắt với loài cây kỳ lạ do Chúa tạo ra, có thể bạn không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Khi nhìn vào những hình ảnh này, bạn đã liên tưởng đến điều gì phải không? Đừng liên tưởng lung tung nhé, vì đây là một loài thực vật thuộc họ cọ, có tên là Hoacrapona. Có lẽ đây là cách mà tự nhiên khiến chúng ta đỏ mặt. Theo các nhà thực vật học, có khoảng 2.600 loài cọ. Những cây cọ này trải dài từ Nicaragua đến Panama và những nơi khác ở Nam Mỹ. Cọ Hoacrapona đang trở thành loại cây nổi tiếng trên thế giới khi các nhà khoa học bắt đầu khám phá được những lợi ích của nó và được xếp vào hàng những cây có tuổi thọ rất cao. Tuy vậy, vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá và làm sáng tỏ khi các nhà khoa học vẫn còn đang choáng váng trước tính thẩm mỹ của loài cọ độc nhất vô nhị này. Nhiều người ví von rằng đây là loài cây do bàn tay của Chúa tạo ra. Bí mật động trời gì khiến ông trùm Hitler hổ thẹn, giấu nhẹm thế giới trong hàng thập kỷ? Là một trong những nhà độc tài tàn ác nhất thế giới, Hitler không chỉ hung hăng, hiếu chiến, ông còn gây sốc khi bị ám ảnh bởi nòi giống Aryan thượng đẳng, khao khát tạo ra một nòi giống thuần chủng gọi là người Đức siêu đẳng, thông minh hơn cả và xứng đáng làm bá chủ thiên hạ. Để phục vụ cho sứ mệnh ảo tưởng đó, Hitler đã thực hiện hàng loạt những dự án bí mật và tàn độc để tạo ra chủng tộc Aryan thuần chủng. Một trong số đó là chương trình Lebensborn, mục đích là tìm kiếm những cô gái xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh cho các sĩ quan cấp cao để nhân giống, tạo ra một chủng tộc Aryan hoàn hảo. Ước tính có khoảng 8.000 trẻ em được sinh ra theo chương trình Lebensborn và được nuôi dưỡng, giáo dục theo tư tưởng Đức Quốc xã.
Tuy luôn hướng tới nòi giống thượng đẳng, kỳ thị người Do Thái, nhưng Hitler lại xuất thân từ một gia đình nông dân. Ông nội và cha đỡ đầu của ông đều là người Do Thái và đáng nói, không có ai trong gia đình ông là người thuần Đức. Đó là nỗi hổ thẹn mà ông trùm đã giấu nhẹm. Dù bản thân có thân thế không hoàn hảo và có nhiều mối liên hệ với người Do Thái, Hitler lại thấy thích thú khi tước đoạt cuộc sống của cải của họ, thậm chí còn gây ra cuộc diệt chủng khiến hơn 6 triệu người Do Thái không qua khỏi. Bạn còn biết những bí mật nào nữa của ông trùm người Đức này không? 4 căn nhà đặc biệt dành riêng cho anh em hướng nội. Căn nhà ở Bajina Basta của Serbia. Ngôi nhà nhỏ này được thiết kế cho những người bơi lội đến nghỉ ngơi và nó đã sống sót bất kể điều kiện thời tiết trong suốt 45 năm qua. Tu viện Kaski tại Imereti, Georgia. Tu viện nằm ở vị trí độc đáo này chỉ có thể tiếp cận bằng một thang leo và phải mất 20 phút để đến nơi. Hiện tại, chỉ các tu sĩ địa phương mới được phép lên đây. Đảo Just Room Enough tại New York, Mỹ. Đây là hòn đảo nhỏ nhất thế giới có người sinh sống. Nơi này chỉ có một căn nhà và một cái cây, là một trong số hơn 1.800 hòn đảo nằm trên sông Lawrence, ranh giới chia tách New York và Ontario. Ngôi nhà nằm trên đảo Sable tại Canada. Hòn đảo này còn được mệnh danh là nghĩa địa của Đại Tây Dương vì tại đây xuất hiện sương mù trong 125 ngày một năm, gây ra hàng loạt vụ đám tàu. Một người phụ nữ đã sống một mình suốt 40 năm dòng trong căn nhà kiêm trạm khí tượng này. Nếu anh em hướng nội và được chọn một trong 4 căn nhà kể trên, anh em sẽ chọn ở đâu? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Nhắc tới những bãi biển đẹp nhất thế giới, chúng ta sẽ tưởng tượng đến mặt nước trong xanh, bờ cát trắng cùng bầu trời xanh bao la. Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì sai rồi. Một bãi biển ở Nga sẽ khiến bạn phải thay đổi khái niệm của một bãi biển đẹp. Được xem là bãi biển đẹp diệu kỳ và độc lạ nhất thế giới, bãi biển Stekliashka nằm ở vịnh Ossuri của Nga. Nơi đây có hàng triệu viên đá cuội đủ sắc màu, đặc biệt hơn là chúng được tạo nên từ mảnh thủy tinh phế liệu do sự mài mòn qua hàng trăm năm. Bạn sẽ không thể hình dung nổi khung cảnh bãi biển vào những ngày nắng to. Ánh nắng chiếu xuyên xuống qua những viên đá thủy tinh, ánh lên màu lấp lánh vô cùng đẹp mắt, ngỡ như đang lạc vào chốn thiên đường. Tuy vậy, đã có thời gian bãi biển được coi là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Trước đây, khu vực này là bãi phế thải thủy tinh từ những chai rượu vodka, chai bia hay đồ sành sứ bị bỏ đi của một nhà máy sứ địa phương trong thời kỳ Xô Viết. Sau nhiều thập kỷ, với sự tác động của thời gian và thiên nhiên, hàng triệu mảnh thủy tinh dần được bào mòn, các cạnh sắc nhọn biến mất một cách thần kỳ. Màu sắc của những mảnh thủy tinh sẽ nhạt dần đi, kích thước nhỏ hơn so với ban đầu. Bãi biển độc lạ này sẽ chỉ được ngắm nhìn mà không được phép mang bất cứ viên đá nào về vì muốn bảo tồn toàn bộ số đá như một bằng chứng về sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Dù vậy, đã có nhiều cảnh báo về sự giảm dần số lượng các viên đá do du khách đã lấy mang về làm vật kỷ niệm. Hiện tại, cách duy nhất để cứu bãi biển thủy tinh này chính là đổ thêm những mảnh thủy tinh lên trên bờ biển. Bạn có biết bãi biển nào trên thế giới độc lạ như thế nữa không? Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé! Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chính xác là câu miêu tả đúng nhất khi nói về quãng đường xa xôi cách trở mà các tín đồ ẩm thực phải vượt qua để đến được nhà hàng đặt sao Michelin mang tên Cox này. Để đến được đây, trước tiên bạn phải ngồi máy bay đến quần đảo Faroe, một con đảo của Đan Mạch thuộc khu vực Bắc Đại Tây Dương lạnh giá. Khi đặt chân lên đến đảo, bạn sẽ lái xe dọc theo những con đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp xuyên qua vùng đất với phong cảnh tựa như tranh vẽ. Chưa hết, bạn phải băng qua một đường hầm dưới biển để đến rìa hồ Lenavat vắng vẻ. Từ đó, bạn phải để xe lại để leo lên ghế sau của chiếc Land Rover chuyên phục vụ cho việc di chuyển trên dốc đá để đến cái đích cuối cùng là nhà hàng Cox, nhà hàng đặt sao Michelin ở nơi xa xôi nhất thế giới. Ấy thế mà dường như quãng đường đó vẫn chưa đủ cực nhọc. Vào ngày 23 tháng 2, bếp trưởng của nhà hàng, ông Paul Andreas Ziska, quyết định chuyển Cox sang Greenland vào hai mùa hè của năm 2022 và 2023, trong lúc cơ sở trên đảo Faroe đang được sửa chữa. Nhà hàng đặt tại khu nghỉ dưỡng Ilimanac Lodge, một thị trấn nổi tiếng với những tảng băng trôi. Thực khách phải di chuyển 40 phút đi thuyền qua vịnh. Việc di chuyển đến đây không hề dễ dàng hơn là bao. Nhà hàng chỉ có sức chứa 30 khách, mở cửa từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 vào năm 2022 và 2023. Nơi đây được điều hành bởi đội ngũ gồm 20 người, bao gồm cả đầu bếp và nhân viên phục vụ, mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau. Bên cạnh vị trí xa xôi đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm bằng thực đơn bao gồm từ 17 đến 20 món lấy cảm hứng từ ẩm thực Na Uy. Các món ăn ở đây luôn đề cao quy trình khai thác bền vững và các kỹ thuật truyền thống như lên men. Cox thường sử dụng các nguyên liệu địa phương hoặc tự trồng như dâu dại, hoa, thảo mộc, các loại thủy hải sản, thịt cừu, nhím biển. Thực đơn chủ yếu tập trung vào hương vị nguyên bản và tinh khiết của đại dương và tất nhiên là có cả mùi tiền. Độc lạ Colombia, người đàn ông lênh đênh trên biển tận 24 ngày, sống sót nhờ tương cà và bột tỏi. Không phải Bình Dương, nhưng ở tận Nam Mỹ xa xôi mới đây cũng ghi nhận một trường hợp vô cùng độc lạ. Người đàn ông này tên là Elvis Francois, 47 tuổi, quốc tịch Dominica, vừa được Hải quân Colombia cứu sống sau 24 ngày lênh đênh trên biển một mình. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, khi Elvis đang sửa chiếc thuyền buồm gần đảo San Martin thuộc vùng Caribe, thời tiết xấu bất ngờ ập đến khiến ông bị cuốn ra biển. Vì không có bất cứ kiến thức nào về hàng hải, người đàn ông mất phương hướng và bị lạc trên biển. Mọi nỗ lực điều khiển con tàu và các thiết bị hỗ trợ đều vô ích. Ông cũng thử dùng điện thoại gọi cầu cứu nhưng di động mất sóng. Elvis đã viết từ Help lên thân thuyền với hy vọng có tàu nào đó xung quanh nhìn thấy và hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi con đường để sống sót đều tuyệt vọng.
Thậm chí có lúc chiếc thuyền trôi dạt đến vùng biển có người, ông cố vẫy tay đốt lửa khi thấy những chiếc thuyền khác đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên không ai phát hiện ra. Trong nhiều ngày lênh đênh trên biển, Elvis thường xuyên phải tát nước khỏi thuyền để thuyền không bị chìm. A bottle of ketchup that was on the boat, garlic powder and Maggi. So I mix it up with some water so that had me for me to survive the about 24 days in the sea. Ông cũng chia sẻ thêm, 24 ngày không nhìn thấy đất liền, không có ai để nói chuyện, không biết phải làm gì, không biết mình đang ở đâu. Đã có lúc ông đánh mất hy vọng, nhưng nghĩ về gia đình mình nên ông đã tiếp tục gắng gượng để sống. Ngày 15 tháng 1, khi tưởng chừng không còn hy vọng, người đàn ông này đột nhiên thấy một chiếc máy bay đi ngang qua và ông đã phát tín hiệu bằng cách xoay gương phản chiếu ánh mặt trời. Đội phi công trên máy bay đã gọi điện cấp cứu và đưa ông vào bờ cùng với sự hỗ trợ của một chiếc tàu buôn. Trường hợp này đúng là độc lạ, có 102 anh em nhỉ? Vương cung Thánh đường Sagrada Familia là nhà thờ Công giáo lớn ở vùng Catalan, Tây Ban Nha, có lối kiến trúc kết hợp giữa Gothic truyền thống và Art Nouveau hiện đại, được thiết kế bởi kiến trúc sư Antoni Gaudí. Mặc dù kỳ quan này vẫn chưa hoàn thành nhưng vẫn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Công trình được khởi công từ năm 1882 nhưng đến nay đã là 140 năm và vẫn chưa hoàn thiện. Dù vậy, kiệt tác này đã được hứa hẹn sẽ hoàn thành vào năm 2026. Với quy mô hoành tráng, dự kiến cao 170m, rộng 60m, dài 90m, thánh đường này có 18 tòa tháp, 3 mặt tiền cùng sức chứa 9.000 người, được thiết kế vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Du khách viếng thăm sẽ choáng ngợp trước không gian rộng lớn với nhiều cột trụ vươn cao, tạo thành những vòm trần uốn cong vô cùng lộng lẫy. Tuy nhiên, có một vấn đề nghiêm trọng là Gaudí đã qua đời vào năm 1926, nhưng ông chưa bao giờ tiết lộ về một kế hoạch hoàn chỉnh cho công trình. Quả là một kiệt tác về kiến trúc vĩ đại, cũng may là chưa xây xong mà còn choáng ngợp thở không nổi rồi. Bạn nghĩ Vương cung Thánh đường sẽ trông như thế nào khi được hoàn thiện? Những lời dự báo lạnh người của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2023. Cho những ai chưa biết thì Nostradamus là người đã cho ra đời cuốn sách khét tiếng The Prophecies, trong đó có 942 lời tiên tri dường như dự đoán tương lai. Trong đó có rất nhiều dự đoán chính xác đến kinh hoàng như Thế chiến thứ hai, việc Hitler lên nắm quyền và cách mạng Pháp, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy, vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ông cũng được cho là đã dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19. Một trong những dự đoán nổi bật đầu tiên về năm 2023 của Nostradamus là một cuộc đại chiến. Điều này được cho là đề cập tới việc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể leo thang thành thế chiến thứ ba. Nostradamus dự đoán nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa và mực nước biển sẽ dâng cao đến mức không ngờ tới. Tình trạng bất ổn dân sự cũng là một điều đáng lo. Dự đoán này có thể ngụ ý rằng một cuộc nổi dậy chống lại những người giàu có khả năng sẽ xảy ra khi nền kinh tế đang xấu đi. Nostradamus cũng đã nhìn thấy trước lửa tiên thể trên tòa nhà hoàng gia. Điều này được cho là ngụ ý rằng một trật tự thế giới mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn của nền văn minh. Ông cũng đề cập một cách khó hiểu về ánh sáng rơi xuống sao hỏa trong cuốn sách tiên tri của mình. Điều này có thể xảy ra so với những nỗ lực của Elon Musk và SpaceX. Dù mọi chuyện như thế nào, mọi người cũng đừng ngừng hy vọng nhé. Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.